Ông đi xuống rửa mặt rồi lên ăn sáng uống trà với tôi nha. Trời đứng bóng rồi mà bà kêu tôi ăn sáng uống trà là sao? Để tôi kêu hội tụi nhỏ hầm xăm cho ông. Tôi không uống gì hết. Tôi mệt rồi, bây giờ muốn đi ngủ thôi. Ông đi qua đêm rồi vác cái thân về đây than mệt, ông có nghĩ tới tôi không vậy ông Phú? Bà ám tôi suốt thời trai trẻ tới giờ, làm sao mà tôi không nghĩ tới bà được. Nhưng kể từ bây giờ tôi sẽ cởi bỏ ra, không để bà ám tôi nữa. Tôi một lòng một dạ đối với ông, còn ông thay lòng đổi dạ, ông đành đoạn đối với tôi như vậy chứ gì. Tôi không có muốn bà đối xử với tôi như thế nào đâu. Tôi chỉ muốn bà biết biết thân biết phận của bà mà thôi. Ông đi qua đêm ở nhà con mẹ giá tư ca, về tới nhà thì nặng nhẹ với tôi, ông tưởng là tôi ngu ngục chứ gì. Nè, tôi đã giao rồi. Tôi đi đâu, ở đâu, làm gì với ai, tôi cấm bà xí vô. Bà nên nhớ, bà khắc cốt ghi tâm, phải nằm thuộc lòng, là bà không được ghen, hiểu chưa? Năm bị gì mà mặt xanh lè vậy? Dì bị đau lưng, tức ngực, tối ngủ không được con. Để tới coi thầy bốc thuốc coi đỡ không. Thầy Tư á, là hay nhất xứ mình mà. Dì Năm qua đây á, thế nào cũng hết bệnh thôi. Dì cũng mong vậy. Ủa, mà con bệnh gì gái? Dạ, con đâu có bệnh gì đâu. Con đi hút thuốc cho cậu Hai Lương. Từ ngày á mà cậu Hai Lương á uống thuốc của thầy Tư á là cậu dịu tính nhiều lắm gì. Vậy cũng mừng. Mà gái, con ở bển á, con có thấy thằng Thành làm cái gì mà phật ý cậu chủ không con? Dạ dì ơi, cậu Hai mê nó lắm. Sáng nào cậu Hai cũng dậy sớm á để ngóng nó qua chơi. Cậu Hai thấy nó thì cậu Hai mới chịu ăn chịu uống thuốc đó dì. Thôi con về nha dì, con chào dì con về. Má có sao không vậy má? Má có sao không má? Sao? Để con xuống dưới con nhúng nữa, pha nước gừng cho má uống nha. Thôi được rồi con, ngồi đây bóp tay giùm má cho má đỡ tê là được rồi. Dạ. Yeah. Mà má, mai mốt má có chuyện gì á thì má nhớ kêu con dậy. Chứ con ngủ rồi, lỡ má có bị sao thì sao? Má biết rồi. Thành. Dạ. Con với tay luồn trong cái áo gối á, lấy thì má cái, có cái gối vải nhỏ trong. Dạ. Vậy đây nè má, sợi dây chuyền vàng của má nè má. Không phải của má, của con đó. Là sao vậy má? Để má kể cho con nghe. Trời ơi con ơi.
bỏ giữa đường đêm khuya vậy? Trời ơi, cái mặt dễ thương quá à. Cha mẹ nào mà bỏ con vậy? Ồ, con lạnh hả? Con lạnh. Con ở đây mà suốt đêm lạnh sao? Có ai không? Con không cần biết ba mẹ của con là ai đâu. Con chỉ cần biết con là con của má. Thành à, qua sợi dây chuyền này á, má nghĩ ba má ruột của con vì nghịch cảnh cay nghiệt bất đắc dĩ lắm mới bỏ rơi con. Mà cảm ơn trời Phật cho má gặp con, cho con được làm con của má. Nhưng mà má nghèo quá, má không lo được cho con đầy đủ, để con phải thiếu thốn quanh năm. Ôi má, con sướng là như tiền vậy. Má ở với con mà cũng vui lắm. Nhưng mà bây giờ bệnh tình của má không có chạy chữa được nữa con à. Má ơi, hay là con lấy sợi chuyện này, con bán con lấy tiền mua thuốc cho má. Không được, cái dây chuyền này con phải giữ, con giữ kỹ bên cạnh nha con, đừng để mất. Từ bây giờ nè, phải luôn luôn giữ nó bên cạnh mình, để sau này lớn lên á, có khi nhờ nó mà con tìm được cha mẹ ruột của mình, biết được nguồn cội của mình. Vậy mới giữ cái sợi dây chuyền này giùm con nha má. Thành à, má không thể nào lo cho con đến khi con trưởng thành. Má đau lòng lắm. Nhưng mà má đã có cách để cho con sau này con có thể tự lập, lo cho cuộc sống của mình. Là sao má? Con hứa với má là con phải nghe lời má, nghe chưa? Dạ, con hứa với má. Tôi đi công chuyện chút. Nè, mới bận sáng ra, ông tính đi đâu vậy? Nói rồi, đó là chuyện của tôi. Bà quên cái lệnh của tôi rồi hả? Làm đàn bà không nên thân, làm mẹ cũng không nên thân, nên im cái miệng lại đi. Đừng có hỏi cái kiểu điều tra với tôi như vậy nha. Dạ thưa ông. Chuyện gì? Có gì năm má của thằng Thành qua xin diện kiến ông. Ủa, sao thằng Thành cứ qua chơi với cậu như mọi hôm mà được rồi, nay má nó qua đây chi vậy? Dạ, không biết. Ra kêu bà vô đây. Dạ. Dạ. Dạ con thưa ông chủ, con mới qua. Dạ bà chủ. Giỏi lắm. Nay có chuyện chi mà dẫn má qua đây vậy? À, bộ má còn tính nuốt lời, không cho con qua đây chơi với cậu hai nữa hả? Dạ không phải vậy đâu. Vậy có chuyện chi chị nói đi, tôi sắp phải đi rồi đó. Ông có chuyện thì đi đi, để tôi tiếp cho. Nè, trong nhà này á, chỉ tôi mới có quyền thôi.
Chị Năm, có chuyện chi chị nói đi. Dạ, má con tôi đội ơn ông bà chủ. Mấy hôm rày cho thằng Thành qua đây hầu hạ cậu hai. Nhưng mà bữa nay tôi đau nặng quá, cúi xin ông bà chủ cho tôi gửi thằng Thành ở đây luôn. Má, đặng tôi xin chút. Dì Năm à, sáng giờ dì uống thuốc hay cơm nước gì chưa? Con á, con có đem cơm nếp qua cho dì nè. Dì ráng ăn miếng cho có sức đi dì. Con đẹp hả? Dạ. Dì sắc thuốc rồi nhưng mà mệt quá chưa có uống. Mèn ơi, dì uống thuốc mới mau hết mệt được chứ. Con lấy thuốc cho dì nha. Dì Năm á, không chịu bươi than ra, để cái siêu y trên cái bếp à, nó cạn thuốc hết rồi. Thôi, dì Năm uống đỡ đi nha, để con xác nước nhì cho dì uống. Nước nhì tốt hơn nước nhất đó. Nước này nước tứ rồi, bữa giờ dì có đi bốc thuốc được đâu. Trời đất, sao dì không kêu con lấy thuốc giùm cho dì? Thôi, thôi không được rồi, con phải đỡ dì Năm qua thầy Tư mới được. Không sao, không sao. Lâu lâu dì bị khó thở rồi à. Dì Năm, dì Năm uống thuốc đi dì Năm. Để mai con đi hút thuốc cho dì nha. Thôi thôi, không cần hút thuốc nữa đâu. Bệnh gì vậy biết, không có trị được nữa đâu. Hôm trước á, mình không có tiền thì không lấy thuốc. Bây giờ có tiền rồi mà gì. Mười đồng này á, dì định để dành cho Thành hộ thân. Mà bây giờ nó được ăn ở trong nhà ông bà chủ, tốt hơn ở dưới gì. Thôi bây giờ dì nhờ con giữ giùm. Khi nào dì có mệnh hệ gì á, con lo hậu sự cho dì. Mà con đừng cho Thành biết nha. Nó biết là nó bỏ việc nó chạy về liền á. Mà gì không muốn nó, mà gì không muốn nó nhìn thấy cái cảnh mẹ con ly dị. Chị Năm á, không có được làm như vậy. Má con á, trước khi theo ông bà có dặn con là phải lo cho chị Năm. Những lúc ốm đau như này nè, con coi dì Năm như là má của con vậy đó. Mày coi dì như má bay thì phải nghe lời dì. Dì không còn sức để nói đâu. Thầy Tư nói rồi, bệnh gì trị tốn tiền lắm. Năm ăn năm thua con à. Dì đã định liệu hết rồi. Dì mang ơn ông bà chủ vườn mình nhiều lắm rồi. Dì không muốn mang ơn thêm nữa, vì người ta con à. Thôi,
Để con ráng làm thêm để kiếm tiền mua thuốc cho Việt Nam. Bây còn chồng con bây nữa mà. Đừng làm gì khổ thêm mà. Con à, yêu thương gì á, kỳ nghĩ gì vậy đấy. Vì có mệnh hệ nào á, nhất quyết là không cho thằng Thành biết nghe chưa. Nó biết nó bỏ nó chạy về, ông bà chủ đuổi nó, rồi nó không có chỗ ăn chỗ ở, tội nghiệp nó khôn à. Nhưng mà nó phải về chịu tan, chứ còn chống gậy cho gì nữa chứ. Vì thương nó, nó thương gì. Hai mẹ con có duyên với nhau đến đây đủ rồi. Tan gì là để trong lòng được mà con. Nhà giàu người ta kỵ tan chế lắm con à. Mới vô nhà người ta ở, tự nhiên đổi tan mẹ trong nhà, phiền lắm con ơi. Vì gửi được nó có nơi nuôi nhờ tấm thân là gì mà nguyện rồi. Con ơi là gì mà nguyện. Khuya rồi, sao ông không đi ngủ? Bà buồn ngủ thì ngủ trước đi, tôi chưa buồn ngủ. Ông à, tôi nói vậy á là ý tôi muốn ông về phòng vợ chồng mình ngủ, chứ không phải là về phòng ông hay là phòng tôi đâu. Phòng vợ chồng mình? Nghe không biết mắc cỡ hả? Lạnh cắt từ lâu rồi. Tôi biết lâu nay ông buồn phiền về chuyện con cái, nhưng thằng Lương bây giờ nó cũng đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi. Tôi tin từ từ rồi nó sẽ bình thường như bao đứa trẻ khác. Phải chi bà nghe lời tôi sớm hơn. Đừng có nhốt thằng nhỏ rú rú trong nhà như vậy. Đừng có cấm mọi người tới gần nó, rồi cho nó chơi với bạn bè cùng chân lứa từ lúc còn nhỏ thôi, thì ở đâu đến nỗi như ngày hôm nay. Nó ngày càng u trệ là do bà hết. Mình có mỗi đứa con cầu tự, tôi thương nó cho nên tôi mới làm như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã nghe lời ông rồi. Bây giờ bà mới nghe thì cũng đã muộn rồi. Tôi biết trong bụng bà bằng mặt chứ không bằng lòng cái chuyện tôi làm cho thằng Lương. Tôi biết hết á, bà không cần phải nói ra đâu. Tôi hứa từ nay tôi sẽ nghe lời ông cách dạy dỗ thằng Lương. Tại tôi thấy con bệnh hoạn nên nghĩ phải chăm sóc nó cẩn thận, chứ đâu phải tôi không biết thương con. Thôi, ông đi vô phòng ngủ đi. Tôi hứa tôi sẽ không làm trái ý ông nữa đâu. Tôi đã nói tôi chưa buồn ngủ rồi mà. À, bà ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với bà. Ông nói đi, tôi nghe nè. Bà cũng thấy đó, tôi đứng tuổi rồi, không thể muộn màng hơn được nữa. Bà thì coi như đã tuyệt đường sanh đẻ, còn thằng Lương á thì nuôi hoài á, chỉ lớn xác chứ không lớn não. Cho nên tôi muốn có một đứa con bình thường để mai sau thay tôi thờ cúng tổ tiên. Thằng Lương nó sẽ thờ cúng tổ tiên vì nó là cháu đích tôn của dòng họ. Từ từ nó sẽ lớn, nó sẽ hết bệnh, rồi nó sẽ bình thường. Biết đâu sau này nó tài giỏi hơn người bình thường cho ông coi. Bà đừng có chìm bao giữa ban ngày như vậy.
Tôi không còn kiên nhẫn để chờ tới ngày đó đâu. Và tôi cũng không muốn chờ nữa. Dứt khoát tôi phải có một thằng con trai khác. Phải có người biết đẻ, đẻ cho tôi một đứa con tử tế đàng hoàng. Bà phải chấp nhận cho tôi để lấy vợ. Ý ông muốn nói tới con được bà giá tư ca đó chứ gì? Tôi kiếm người biết đẻ, biết dạy con, bà hiểu không? Tôi không chịu rồi sao? Thì kệ bà, tôi vẫn cưới. Tôi thách ông đó. Ngày nào mà ông cưới con mẹ đi về đây, tôi ôm thằng Lương uống thuốc chuột tự tử cho ông vừa lòng. Bà đừng có hù nha. Bà muốn chết chết một mình đi. Thằng Lương nó hết tội tình gì mà bà bắt nó chết theo bà hả? Ông cưới con mẹ đi về đây đi. Ông làm đám ma cho hai má con tôi luôn. Không cho cưới về thì tôi đi. Để coi bà cứng đầu với tôi bao lâu. Sao má bỏ con vậy má? Má bỏ con rồi giờ con biết sống sao má? Con ở đợ cho người ta để con lấy tiền về mua thuốc cho má uống. Mà sao má không qua khỏi giờ má? Má chết rồi. Giờ ai nấu cơm cho con ăn? Ai làm bánh cho con ăn má? Chị Năm ơi, con làm theo ý lời của chị Năm rồi đó. Chị sống khôn thác thiệt. Dì về đây chứng giám. Thằng Thành á, nó đổi tan trả hiếu cho dì á. Còn cây bưởi á, dì cho con đã ra trái chín, con hái qua để cúng cho dì nè. Em giận chị rồi á. Má bị bệnh, sao chị không kêu em về thăm má? Rồi má bị đau lưng, sao chị không kêu em về đóng lưng cho má? Giờ má mất rồi, em không biết đâu, chị đè má cho em đi. Thành à, nín đi. Rồi tới đây cầu nguyện xin má phù hộ cho mạnh giỏi. Chị Năm biểu sao thì chị làm y vậy à. Chị sợ em buồn rồi sinh bệnh, đổi tan vô nhà người ta rồi bị đuổi, nên chị dặn chị làm như vậy. Người ta đuổi em thì em về em ở với chị chứ có sao đâu. Rồi tiền đâu? Chị em mình trả cho người ta. Dì Năm muốn em ở đó có cơm ăn áo mặc. Thôi em không được cãi lời dì Năm. Em tới đây lại gì đi em. Má phù hộ cho con nha má. Má phù hộ cho con nha má. Má Thành à, đủ rồi em. Má em mãn nguyện rồi. Dì Năm ơi, con làm gì như lời dì dặn đấy. Dì dặn chị á, sau khi lại mộ má xong thì xả tan tại mộ, không đem về nhà chủ. Em làm theo lời dì đi em. Thấy mơ nồng nữa rồi chị ơi. Mơ nồng. Sao mơ nồng bỏ con vậy mơ nồng?
ơi Năm nói, đây là kỷ vật của ba má con. Nhưng giờ con biết tìm ba má của con đâu má Năm. Con cô đơn quá má Năm.